Hôm nay mình sẽ chia sẻ món củ cải xào với nòng mề gà ngan vịt nhé. Củ cải này xào thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn cũng sắp cho mình theo những miếng mà nhà chúng ta hay ăn. Hôm nay mình sắp hình thoi nhé, nhưng mà vẫn mỏng nhé, khoảng 0,3 cm. Sau đó mình ướp với đường hoặc muối để cho củ cải nó giòn. Ướp với đường thì nó sẽ giòn hơn nhé, là ướp với muối và nó ra bớt nước thì khi xào nó ngon hơn rất là nhiều nhé. Củ cải khô xào càng ngon. Nếu chúng ta mùa này là mùa củ cải rất là nhiều và người dân thì không bán được, các bạn mua củ cải về ăn vừa tốt mà lại vừa rẻ mà lại giúp người nông dân. Xào củ cải ăn rất là ngon, luộc thì chúng ta ăn chấm lên với gừng nhé. 2.000 một cân củ cải, mình mua 20 cân vừa ăn vừa cho và thậm chí chúng ta phơi được nhé. Nên mình muốn chia sẻ nhiều món từ củ cải để các bạn biết cách chế biến ấy, ăn vẫn rất là ngon mà lại tiêu thụ được nông sản cho nhân dân. Xào với thịt lợn, thịt bò này, xào không cũng ngon này, xào với, hôm nay mình lại xào với cả mề gà. Nó như là su hào xào thôi, thậm chí nó có cái vị ngọt khác, ăn lại còn ngon cơ. Một củ to như này khoảng gần 1 cân mà xào lên cũng chỉ đủ cho 2 người ăn vậy ạ. Một cái bí quyết để cho món ăn này nó ngon là chúng ta xóc một chút đường nhé vào nhé, thì để khoảng 10 đến 20 phút thì sau là củ cải nó ra bớt nước và xào nó rất là giòn ngon. Các bạn cho mình 2 thìa cà phê đường vào, chúng ta xóc không sợ nó ngọt đâu nhé, vì khi nó ra bớt nước thì cái nước này mình đổ đi thì lúc đấy củ cải nó cũng không còn bám nhiều đường nữa, thế nên không sợ nó ngọt quá đâu nhé. Xóc 2 thìa cà phê đường như vậy, đợi thôi. Và trong khi chờ đợi thì mình sơ chế, mình thái những nguyên liệu khác. Dùng một ít hành phi lên để xào cùng, ăn cho nó ngon ạ. Nó cảm được cái vị tanh của lòng mề. Có ít đầu hành lá xanh thì càng tốt nhé. Đây, hành đầu trắng của hành lá xanh này càng tốt này. Món này rất là ngon khi mà chúng ta biết cách chế biến nhé. Khi mà xào xong thì các bạn thái cho mình một ít hành lá nữa, rắc lên trên thì ngon tuyệt vời. Còn cái phần đầu hành và phần hành tím này thì chúng ta dùng để chúng ta phi thơm lên trước khi chúng ta xào. Đây, cái phần đầu hành này thì chúng ta cắt ra, cắt xéo ra, không cần nhỏ quá nhé. Cắt xéo ra này, sau khi xào chúng ta cho. Đây, còn tiếp đến là cái phần lòng mề gà này. Thì hôm nay mình mua con gà thì mình sẽ sát với muối này và rửa rất là sạch rồi. Bây giờ mình chỉ sẵn thái ra thôi. Chúng ta thái mỏng ra nhé. Nhất là cái mề này thái thật mỏng nhé. Thì khi sát với muối này, rửa sạch này và trần với nước nóng thì nó sẽ hết sạch những cái mùi hôi, cái bẩn nó bám vào cái lòng mề này nhé. Các bạn mà không thì các bạn có thể mua một bộ lòng mề này khoảng 10.000 đồng ngoài chợ ấy, về chúng ta xào cùng, hoặc là mua ít thịt lợn hoặc ít thịt bò xào cùng nó cũng rất là ngon. Vẫn cái công thức này thôi, đơn giản lắm ạ.
tiêu thụ được hết các loại rau củ quả như này thì người nông dân vừa đỡ vất vả mà đỡ vứt phải vứt đi á, nó rất là lãng phí luôn. Giờ mình chuẩn bị đi xào. Thỉnh thoảng các bạn đảo nhé để cho cái, đây các bạn nhìn này, nó ra nước này. Ra bớt nước thì khi xào ăn nó giòn hơn nhé. Này có đường vào, nếu không dùng đường thì dùng muối nhé, nhưng dùng muối thì nó sẽ không giòn được bằng dùng đường. Mà chờ đợi được củ cải thì sao. Các bạn phi thơm cho mình nhé, hành nhé, củ cải cho vào xào trước ấy. Vì cái nề kia mình đã trần qua rồi nên nó gần chín rồi. Ở các bạn nhìn đây, nó ra nước rồi, cái nước này chúng ta bỏ đi rồi, cái nước này bỏ đi nhé. Bây giờ các bạn cho mình một chút muối, một chút hành lên vào. Xào rau mà muốn ăn được nhiều thì chúng ta cho ít gia vị lên để chúng ta ăn vã xong. Ở đây là mỡ gà, mình xào mỡ gà nên màu nó hơi vàng. Tiếp đến các bạn cho lòng mề sữa nhé. Cho luôn ít gia vị vào cái phần lòng mề này. Khoảng đây một muối nhé. Cho cái lòng mề này nó đậm. Thôi mình đảo đều với nhau đến khi nó chín là được. Rất là ngon và đơn giản. Bây giờ đảo đều với nhau cho nó chín, nó mềm hơn. Ướp này thì nó vẫn giữ được độ giòn cũng như nó mềm, không nát. Khi mình chúng ta xào này nó mềm, nó không nát, vừa vẫn giữ được độ giòn. Sắp được rồi đấy ạ, cho thêm hành lá rồi. Được cay thì cho ít hạt tiêu và thêm ngọt thì cho ít ngọt đường nữa vào, hoặc là bột ngọt à. Còn như này là đủ rồi nhé, thường thường là cho thêm ít bột ngọt nữa nếu mà các bạn thích ăn ngọt thêm, còn không như này là đủ rồi nhé. Và mình tắt bếp, các bạn nhìn thấy không, rất là hấp dẫn đúng không ạ, cái món củ cải xào này, xào tươi mà còn ngon như thế này. Và mình tắt bếp nhé. Bây giờ sẽ múc ra đĩa và thưởng thức thôi. Rất là ngon luôn ạ, khi mà chúng ta biết cách nấu với cái món này. Vừa ăn ngon này. Cái món củ cải này người ta còn gọi là nhân sâm ấy, tốt như nhân sâm ấy. Cho nên khi mà biết cách nấu chế biến, chúng ta ăn lại ngon miệng nữa. Và đặc biệt là nó rất là rẻ và lại giúp được người nông dân. Các bạn nhìn thấy không, món ăn rất là ngon luôn ạ. Đảm bảo gia đình mình sẽ rất là thích cái món ăn này nhé. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.